Thời gian qua, cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững, được các ban ngành đoàn thể địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai hiệu quả. Đến nay, có hơn 9.300 hộ người dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục, tập tục lạc hậu, không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo. Các ban ngành đoàn thể địa phương đã tích cực tuyên truyền phổ biến nội dung của cuộc vận động xây dựng các mô hình hỗ trợ người dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, huy động gần 20 tỷ đồng hỗ trợ giúp đỡ hơn 2.200 hộ nghèo cận nghèo người dân tộc thiểu số xây dựng, sửa chữa nhà, phát triển sản xuất, góp phần giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. Theo chuẩn nghèo cũ, hiện tỉnh Con Tum cần hơn 5.300 hộ nghèo người dân tộc thiểu số đạt chỉ tiêu đề ra, giảm từ 3 đến 4% số hộ nghèo là người dân tộc thiểu số thông qua cuộc vận động.